Cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Đài Việt Mỹ Television. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, ai sẽ là lãnh đạo Hạ viện Hoa Kỳ? Một câu hỏi cho biết, tòa cử tri Hoa Kỳ sẽ đi bỏ phiếu bầu chọn các ứng viên chạy đua vào tất cả 435 ghế tại Hạ viện Hoa Kỳ. Và kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ lần này sẽ có tác động lên mối quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và Quốc hội. Bất kỳ đảng nào giành hầu hết số ghế sẽ được quyền chọn chủ tịch Hạ viện. Nhân vật sẽ lên chương trình nghị sự về lập pháp và chính trị. Phe Cộng hòa đang tìm cách bảo vệ thế đa số tại Hạ viện, trong khi thì đảng Dân chủ tìm cách giành lại bằng cách giành thêm ít nhất là 23 ghế nữa. Các kết quả thăm dò cho thấy phe Dân chủ đang có lợi thế, nhưng có một số cuộc đua rất xích sao trong những ngày tranh cử cuối cùng, theo tin Reuters đã đưa tin. Và cuộc bầu cử giữa kỳ này được coi là rất quan trọng đối với ông Trump, vốn phần lớn được phe Cộng hòa ủng hộ dưới thời kỳ lãnh đạo của Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan. Nhưng điều đó sẽ thay đổi nếu phe Dân chủ chiếm được Hạ viện. Đó là cũng theo tin Reuters. Về phía đảng Dân chủ, bà Nancy Pelosi nhiều khả năng sẽ trở thành Chủ tịch Hạ viện. Bà đã là lãnh đạo của phe Dân chủ tại cơ quan lập pháp này trong vòng 16 năm qua. Tiếp theo, phần tin sau đây cho biết không quân Mỹ giải nhiệm 3 sĩ quan cao cấp ở căn cứ Texas. Thưa quý vị, không quân Hoa Kỳ vào hôm thứ Tư ngày 31 tháng 10 đã loan báo việc giải nhiệm 3 sĩ quan chỉ huy cấp cao tại căn cứ không quân Loveland ở Nam Texas về những điều liên quan đến cách hành xử nguy hiểm và môi trường làm việc nhiều đe dọa. Bộ Chỉ huy Giáo dục và Huấn luyện Không quân Hoa Kỳ, gọi tắt là AETC, nói rằng Đại tá Charles Valino, chỉ huy trưởng không đoàn huấn luyện số 47, cùng với sĩ quan chỉ huy điều hành và sĩ quan chỉ huy một phi đoàn huấn luyện đều đã bị giải nhiệm, theo bản tin của tờ báo Houston Chronicle. Trong bản thông cáo gửi tới báo chí tư lệnh AETC, Trung tướng Stephen Quartz nói rằng, các cấp chỉ huy ở Loveland trước đây đã thường xuyên không lưu tâm tới nhân viên và nhiệm vụ của căn cứ. Họ không sửa đổi được tình trạng khiến một số nhân viên cảm thấy không an toàn hoặc không được tôn trọng. AETC cho biết, tướng Quartz đến căn cứ Loveland vào lúc sáng sớm ngày thứ Tư, sau đó thì ra lệnh giải nhiệm đại tá Robert Pekarek, chỉ huy không đoàn 47. Không quân Hoa Kỳ hiện chưa cho biết danh tính của sĩ quan chỉ huy phi đoàn huấn luyện bị giải nhiệm. Và sang qua bản tin nói về nhân viên khiêng xác hành lý máy bay say rượu, tỉnh dậy thấy ở Chicago. Thưa quý vị, cảnh sát nói rằng một nhân viên khiêng vác hành lý cho hãng hàng không American Airlines khai là lỡ hơi quá chén nên ngủ quên trong khoang chứa hàng của phi cơ và được chở từ Kansas City tới Chicago. Công ty American Airlines nói người này đang đưa hành lý lên chuyến bay American Flight 363 vào hôm thứ Bảy, ngày 27 tháng 10, thì ngủ luôn trong khoang của chiếc Boeing 737, khu vực được sưởi và điều hòa áp suất không khí khi bay. Phát ngôn viên Sở Cảnh sát Chicago, ông Anthony Guglielmi, nói rằng người này được thấy khi chiếc phi cơ hạ cánh khoảng 1 giờ sau đó tại phi trường Hare ở Chicago. Phát ngôn viên cảnh sát nói người này khai là bị say xỉn nên ngủ gục. Ông ta không bị truy tố và được gửi trả về Kansas City. Công ty American Airlines nói họ mừng vì nhân viên này không bị thương tích gì cả và đang được điều trị tại sao trường hợp này có thể xảy ra. Thưa quý vị, và đang được điều tra và hỏi tại sao trường hợp này có thể xảy ra. Và tên của người nhân viên hiện chưa được tiết lộ. Và tiếp theo bản tin nói về cùng đi săn chó vô ý bắn chủ trọng thương. Đối với ông Sonny Tex Gilligan thì con chó Charlie của ông vẫn là con chó ngoan, giỏi giang. Ông Gilligan nói điều này ít ngày sau khi con chó này là Lyle Rottweiler nặng 120 pounds vô tình bắn vào ông. Theo bản tin của tờ Las Cruz Sun News vào hôm thứ Tư, ngày 31 tháng 10, ông Gillian, 74 tuổi, cư dân quận Dona Ana County, kể với tờ báo địa phương Las Cruz Sun News rằng ông dắt con Charlie và hai con chó khác
tên là Custer và Cowboy, đi săn thỏ ở ngoài sa mạc, nằm về phía tây của thành phố Las Cruz vào hôm 25 tháng 10. Ông đang ngồi trong chiếc ghế của người lái của chiếc xe pickup cùng với mấy con chó thì bị bắn. Charlie móc chân nó vào cò súng và khi tôi chạy về phía trước, nó mất thăng bằng nên súng nổ. Ông Gillian đã kể lại như trên. Đây là tai nạn hy hữu nhưng quả là đã xảy ra như vậy. Ông nói, khẩu súng bắn đạn, ghém shotgun nằm ở băng ghế sau của chiếc xe cùng với Charlie, bắn qua lưng ghế tài xế. Ông Gillian trúng đạn, bị gãy mất mấy xương sườn, bể xương đòn gánh và mấy vết thương trầm trọng khác. Ông Gilligan nói, lúc đầu ông tưởng có ai từ bên ngoài xe bắn vào ông, nhưng ngay sau đó đã nhận ra rằng chính khẩu súng của ông phát nổ. Và tin tại Nam Hàn, thưa quý vị, nhập lậu thuốc cường dương, ông Nam Hàn bị bắt, có thể tù 89 năm. Các nhân viên điều tra liên bang vừa bắt giữ một ông sống tại thành phố Fullerton vào hôm thứ Tư, ngày 31 tháng 10, sau khi một đại bồi thẩm đoàn quyết định truy tố ông này tội nhập lậu vào Hoa Kỳ các chất hoạt tính trong thuốc Viagra và Cialis, rồi sau đó pha chế, quảng cáo và bán lại trên khắp nước Hoa Kỳ như là thảo dược thiên nhiên. Theo giới chức công lực, ông Nam Hoa Di, còn có tên là Daniel Lee, 60 tuổi thưa quý vị, bị bắt và không có hành động chống cự. Theo bản tin của đài truyền hình địa phương KTLA-5, phát ngôn viên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ là ông Tom Rosick trong bản thông cáo gửi tới báo chí nói rằng ông này là công dân Nam Hàn, sống bất hợp pháp tại Mỹ. Cuộc bố ráp này xảy ra sau khi Đại bồi thẩm đoàn liên bang đưa ra cáo trạng gồm 12 tội nhắm vào ông Lee, gồm cả tội nhập cảng dược phẩm mà không khai báo và tội đưa thuốc có nhãn sai trái vào thị trường Hoa Kỳ. Cũng theo ông Rosick, ông Lee thành lập một loạt các công ty ở thành phố Pinal Park và Cypress trong năm 2016 và 2017, theo các công tố viên. Cả ông Lee lẫn các công ty này đều không có giấy phép phân phối thuốc hay bán thuốc cần có tòa bác sĩ. Sang qua bản tin nói về quân đội Hoa Kỳ ở biên giới Mexico bị luật liên bang giới hạn hoạt động. Thưa quý vị, hơn 5.200 quân nhân hiện dịch của Hoa Kỳ được Tổng thống Donald Trump gửi tới khu vực biên giới Mexico sẽ bị giới hạn các hoạt động của họ do một đạo luật liên bang đã có từ lâu nay. Theo đó thì cấm không cho quân đội làm nhiệm vụ của giới chức công lực trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là các quân nhân Mỹ không được bắt giữ di dân bất hợp pháp, không được tịch thu ma túy từ những kẻ buôn lậu họ bắt gặp, hay có hành động trực tiếp ngăn chặn đoàn caravan hiện còn cách biên giới Hoa Kỳ khoảng 900 dặm, tức là 1.440 km. Thay vào đó thì nhiệm vụ của họ nhiều phần cũng giống như của khoảng 2.000 quân nhân vệ binh quốc gia được đưa đến biên giới trong thời gian 6 tháng qua, gồm việc có các chuyến bay hỗ trợ bằng trực thăng dựng lên các rào cản, cùng là sửa chữa cũng như bảo trì xe cộ. Các đơn vị lính hiện dịch sắp được đưa tới gồm quân cảnh, công binh và các phi đoàn trực thăng có khả năng phát giác người di chuyển trong đêm. Và tiếp theo phần tin Hoa Kỳ, Đại học Quincy gặp độc chất. Thưa quý vị, phải di tản đó là 7 sinh viên đi cấp cứu. Đại học Quincy College đã di tản trong đêm thứ 6. Đã di tản trong đêm thứ 4 sau khi nhiều sinh viên báo cáo mùi lạ đã làm rát cổ và ho rũ rượi. Có ít nhất là 7 sinh viên nhập viện cấp cứu, nhưng bệnh viện nói là không nguy hiểm tới tính mạng. Cảnh sát và lính cứu hỏa cùng đơn vị đối phó hóa chất độc đã vào khuôn viên Quincy College để điều tra. Các viên chức cấp cứu nói rằng vào khuôn viên trường trước lúc đó là 6 giờ chiều vì được báo cáo có mùi lạ tại tầng lầu thứ 3 của một building. Cảnh sát nói một nữ sinh viên bị ngã bệnh kiệt sức vì mùi lạ đó. Nhiều sinh viên khác cũng được đưa cấp cứu. Các lớp ban đêm trong trường đều hủy bỏ vào đêm thứ 4. Các viên chức cấp cứu nói với phóng viên truyền hình WBZ-TV rằng các sinh viên ngã bệnh vì tiếp cận với một loại vi bụi hóa chất và mùi gay gắt làm cho họ bệnh. Cảnh sát và lính cấp cứu đang điều tra vụ việc này. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp thủ phạm bom thư tìm mục tiêu qua mạng.
Bị cáo Cesar Sayoc đã tìm kiếm mục tiêu và hình ảnh của mục tiêu để gửi bom ống qua đường bưu điện, theo thông báo của thẩm quyền công tố về các bằng chứng liên quan. Văn thư của công tố của Bộ Tư pháp tại New York gửi chánh án liên bang Miami cũng cho biết là Sayoc bắt đầu âm mưu khủng bố từ tháng 7, trong lúc sống trên xe van thân của chiếc xe này. Trưng bày hình ảnh ca ngợi ông Trump và chống lại các đối thủ, FBI xác nhận rằng Sayoc gửi bưu điện tổng cộng là 15 bom ống. Bị cáo 56 tuổi phải trở lại tòa để điều trần vào ngày thứ Sáu tuần này. Máy điện thoại di động của Sayoc lưu trữ hình ảnh của một số mục tiêu như là tỷ phú Soros, cựu phó tổng thống Joe Biden, bằng lái xe của bà Michelle Obama. Và cũng tại Hoa Kỳ, hàng trăm người biểu tình chống Tổng thống Trump đến Pittsburgh. Thêm 3 nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ súng tàn sát tại đền Tree of Life được an táng trong ngày thứ Tư. Thân nhân và bằng hữu dự các tang lễ riêng của bà Joyce Fenberg, 75 tuổi, ông Irving Younger, 69 tuổi và bà Melvin Watts, 88 tuổi. Bà cụ Fenberg là nhà nghiên cứu đã nhận biết từ rất sớm nhu cầu sử dụng hữu ích mạng xã hội để giao tiếp với các thế hệ sau. Cụ ông Watts được biết tiếng là tín hữu luôn tới sớm trước lễ, trong khi ông Younger là tiểu thương cũng là cựu huấn luyện viên bóng chày, thì luôn làm việc thiện nguyện. Vào hôm thứ Ba, giáo sĩ Jeffrey Myers là quản nhiệm của đền Tree of Life tiếp Tổng thống Trump cũng như phu nhân đến viếng, trong khi hàng trăm người biểu tình đã tập hợp gần đó, thưa quý vị. Và bản tin tiếp theo nói về cựu phó giám đốc CIA, thượng đỉnh Trump Kim là sai lầm. Thưa quý vị, chính quyền ông Trump dàn xếp đối thoại thượng đỉnh Singapore là sai lầm, theo thẩm định của ông David Cohen, cựu viên chức cao cấp Bộ Ngân khố và từng là phó giám đốc CIA. Ông Cohen giải thích rằng, Tổng thống Donald Trump cùng Chủ tịch Kim loan báo thỏa thuận phi nguyên tử làm tan biến quyết tâm của thế giới trong chính sách trừng phạt chế độ Kim. Và ông nghĩ rằng hội đàm thượng đỉnh tháng 6 là quá sớm. Một ngày sau thông cáo chung Singapore, ông Trump hân hoan tuyên bố, bây giờ mọi người có thể cảm thấy an toàn hơn, không còn nguy cơ nguyên tử từ Bắc Hàn. Cựu phó giám đốc CIA nhận xét rằng, các trừng phạt hiện nay không còn mạnh như 9 tháng trước và làm yếu thiện chí hợp tác của Trung Cộng. Ông Cohen nhắc nhở, một phần quan yếu trong việc duy trì áp lực với Pyongyang là trừng phạt gián tiếp với Beijing, theo tường thuật của CBS. Và ông Cohen khuyến cáo, trừng phạt không tự nó là chính sách, nhưng là một phần và có thể hiệu quả với nỗ lực vận động ngoại giao đúng hướng. Kính thưa quý khán thính giả, vừa rồi chúng tôi đã gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ. Và một lần nữa chúng tôi xin tạm ngừng trong giây lát. Sau một vài thông tin thương mại, Ngọc Thủy sẽ trở lại ngay với quý vị trong phần tin Việt Nam. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.